Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình làm clip này để muốn chia sẻ với các bạn về cái cách mà mình nhận được cái mã pin đó các bạn. Đây, hiện tại mình đang cầm trên tay cái mã pin mà mình cũng mới vừa được nhận được khoảng một tuần lễ nay nha các bạn. Và bữa nay mình làm clip này để chia sẻ đến các bạn nào mà chưa có nhận được á, để các bạn rút kinh nghiệm nha. Cái cách mà mình nhận được mã pin đó các bạn, thì lần thứ ba các bạn, mình lần thứ ba mình mới nhận được nha. Lần thứ nhất là nó mình ghi cái mã bưu điện đó các bạn, ghi mã bưu điện ở bên tỉnh đó. Tại lúc đầu mình không biết, mình nghĩ là tỉnh chắc lớn đó các bạn, mình ghi mã bưu điện ở bên tỉnh. Nhưng mà sau khoảng hơn một tháng mấy ngày đó các bạn, thì mình thấy là mà cái thư này nó chưa có về, thành ra mình mới gửi tiếp lần thứ hai. Thì lần thứ hai mình có đổi cái mã bưu điện lại các bạn, mình đổi lại mã bưu điện ở trên huyện. Mình thì thuộc huyện Chợ Mới đó các bạn, tỉnh An Giang nha. Mình mới đổi lại ở trên huyện thì cũng không có nhận được các bạn. Rồi mình mới qua bên bưu điện bên tỉnh mình hỏi á, thì người ta nói là bởi vì cái thư này nó không có cái mã số á, thành ra người ta khó kiếm được á các bạn. Mã số giống như là mấy cái một cái chuỗi mà mười mấy con số đó, thì nếu mà có thì người ta lên máy tính người ta tìm dễ, còn không có đó các bạn thì người ta khó tìm. Mà nói chung là tại chắc có lẽ là mình người ta làm biến tìm á các bạn, chứ thực tế thì cái gì mà làm không được đâu, nhưng mà tại vì người ta không có chịu tìm cho mình thôi. Chứ mình nghĩ nếu như mà dịch vụ hay tiền bạc thì chắc có lẽ là chắc nhanh à. Rồi lần thứ ba đó các bạn, mình mới đổi cái mã bưu điện lại á, mình mới đổi lại mã bưu điện ngay tại tại xã đó các bạn, tại xã của mình ở á. Thì cái chú giao thư mà thường hay giao đó, thì ổng mới biết á, ổng quen mình đó các bạn, thì ổng mới đem lại ổng giao cho mình nha. Chứ còn các bạn mà ghi mã bưu điện mà ghi mình thực sự mình không phải mình ghi sai đâu các bạn, nhưng mà tại vì các bạn ghi nó hơi xa quá đó, rồi nhân viên bưu điện người ta làm biến giao á. Chứ đúng ra thư từ á, có địa chỉ, có số điện thoại cho rồi thì nhất định người ta phải giao, nhưng mà có điều người ta không có chịu giao đó các bạn. Thì nguyên nhân là chủ yếu là như vậy thôi. Còn coi clip có một số bạn chia sẻ đó, một số bạn chia sẻ nói cái thơ này á, khoảng 70-80% là bên YouTube người ta sẽ không có gửi. Nhưng mà mình nghĩ cái đó là đánh giá cái đó hơi chủ quan nha, mình nghĩ theo mình nghĩ là có gửi đó các bạn, nhưng mà do nhân viên bưu điện thôi, người ta làm việc không có hết trách nhiệm thôi. Sẵn đây mình cũng chia sẻ với các bạn cái lúc mà mình xác nhận danh tính đó các bạn. Thì lúc mà xác minh danh tính đó, thì mình có chụp hình cái giấy chứng minh của mình đó. Thì mình chỉ lúc đó mình chỉ chụp có một mặt à các bạn, tại vì mình thấy ở trong cái phần kêu xác minh của nó chỉ để có một dòng, mà thành ra đa phần là ai cũng nghĩ là chỉ chụp một tấm một lần thôi, thì ai cũng nghĩ là chụp một mặt trước thôi. Nhưng mà thường là mình nghĩ chắc 80-90% các bạn mới làm chắc không có biết cái việc đó đâu, cho nên chỉ chụp có một tấm rồi một mặt giấy chứng minh thôi, thành ra bị xịt đó các bạn. Thì xong rồi nó mới gửi lại cho mình, nó kêu mình xác minh lại lần hai, thì nó có thông báo là giấy chứng minh các bạn phải chụp hai mặt á. Thì mình mới lấy cái điện thoại ra đó các bạn, mình chụp luôn hai mặt giấy chứng minh và mình chụp luôn cái bằng lái luôn các bạn, kể cả passport mình cũng chụp luôn nữa. Lúc đó tại mình cũng hơi lúng túng đó các bạn, mình lấy ba thứ ra mình chụp luôn, mình chụp mình gửi cho nó luôn. Thì vừa chụp xong là cũng không lâu sau là nó gửi thông báo lại cho mình là xác minh danh tính thành công đó. Thì mình không biết là do giấy chứng minh hay là do bằng lái hay passport nữa, thì mình chỉ xác minh danh tính là mình chỉ lấy điện thoại của mình ra mình chụp thôi nha, chứ mình không hoàn toàn mình không có làm ở trên cái máy vi tính gì hết nha các bạn. À, có nhiều bạn thì mình cũng coi clip thấy hướng dẫn thì kêu là lên trên máy vi tính đó, rồi chụp hình rồi chỉnh sửa cái giấy chứng minh đồ này nọ lại, mình thấy rất là lu bu nghe các bạn. Phải chụp hai mặt rồi ghép chung lại một tấm rồi phải chỉnh sửa rồi đủ thứ hết, nhưng mà mình thấy là không cần thiết nha. Cái điện thoại của các bạn, nếu các bạn cảm thấy mà chụp ổn thì các bạn cứ để xuống cái nền gạch hay gì đó, rồi các bạn lấy cái tờ giấy trắng vậy nè, tờ giấy trắng đó, các bạn lót ở ngoài sau cái tấm giấy chứng minh đó, rồi các bạn chụp làm sao mà miễn sao thấy đủ bốn góc hình ảnh rõ nét, với lại không có bị chá cái đèn lát là ok nha các bạn. Hoàn toàn mình có thể xác minh danh tính bằng cái điện thoại được nha, không cần phải tới cái máy vi tính đâu nha các bạn. Mà theo kinh nghiệm của mình á, thì mình khuyên các bạn á, nếu mà có xác minh danh tính thì các bạn nên lấy cái bằng lái xe ra đi, tại vì bằng lái xe chỉ chụp có một mặt thôi ha, như vậy nó dễ hơn. Còn cái giấy chứng minh đó các bạn thì nó bắt mình phải chụp hai mặt á, thì nó hơi khó. Các bạn cứ lấy bằng lái ra đi, hoặc là nếu bạn nào có cái passport đó, các bạn cũng dở ra, passport cũng chỉ chụp có một mặt à, bằng lái cũng một mặt, giấy chứng minh thì hai mặt nha, giấy chứng minh thì nó hơi khó đó. Các bạn xác minh danh tính sau này các bạn rút kinh nghiệm ha, chứ mình thấy đa phần là bạn nào xác minh danh tính lúc đầu nó cũng bị xịt hết trơn, kể cả mình cũng vậy luôn nữa. Nhưng mà sau khi mà mình đã làm không thành công rồi thì mình mới rút được kinh nghiệm, thì mình mới chia sẻ nha. Đó, thì cái xác minh danh tính nó là như vậy. Còn cái vấn đề mà nhận mã pin đó thì đây là các bạn, đây mình để camera trước không biết nó có bị ngược không nữa. Nội dung ở trong cái mã pin thì nó cũng như vậy nè các bạn. Cái mã pin thì mình che lại nha, nói chung cái này cũng không quan trọng đâu, tại mình che vậy thôi, chứ các bạn có nạp cái mã của mình vô chứ cũng không có được đâu. Nói cái thư này thì mình cũng đã xé ra rồi. Cái thư này mình thấy nó ghi là của
ở bên Malaysia các bạn. Thì không biết là nó có chi nhánh YouTube, nó có chi nhánh ở bên Malaysia hay sao đó, thì ở bên đó người ta gửi qua nha, hay là nó gửi hai lần hay như thế nào mình không biết, cũng có thể anh Mỹ nó gửi qua Malaysia rồi Malaysia nó mới gửi qua đây hay sao đó mình không hiểu nha. Cái này thì nãy mình có nói với các bạn là mình làm 3 lần rồi mình mới nhận được nha các bạn. Mình cũng định là làm, nếu là làm 3 lần không được thì là lần thứ tư mình cũng sẽ xác minh online đó các bạn. Nếu xác minh online không được thì mình mới nhờ dịch vụ ở bên ngoài nha. Tại vì ở bên ngoài bây giờ có một số bạn người ta cũng có làm mấy cái dịch vụ này á. Tùy cái kênh nhỏ hay lớn mà cái số tiền có khác nhau á các bạn. Thì theo mình nghĩ tầm từ 100 đến 300 ngàn thôi à. Mình không biết sao mà mấy cái mã pin đó mà mấy bạn ở ngoài đó có được cũng hay. Thì theo mình nghĩ các bạn như thế này nè. Tại vì mình cũng có nghe nói là có cái thị trường chợ đen đó các bạn. Thì cho nên mã pin á nhiều khi các bạn yêu cầu gửi 3 đến 4 lần các bạn mới nhận được á. Thì rõ ràng là người ta, những cái người nhân viên bưu điện đó các bạn, có thể là có khả năng là người ta sẽ giữ lại để người ta bán ở ngoài thị trường chợ đen đó, để người ta kiếm tiền cà phê đó các bạn. Chứ thực tế mà nếu mà nhân viên bưu điện mà làm hết sức mình á, hoặc là người ta không có bán thị trường chợ đen đó, thì theo mình nghĩ đó là khả năng rất là cao là mình sẽ nhận được nha. Còn cái này á, mã pin mà gì đâu mà mình phải yêu cầu gửi tới 3 lần 4 lần thì mình mới nhận được, thì rõ ràng một điều là nhân viên bưu điện là có thể là làm việc không có hết sức mình, hoặc là người ta lén người ta bán ra ngoài thị trường chợ đen đó các bạn ha. Cho nên mới có cái mấy vụ mà dịch vụ này nha. Rồi về cái phần mã pin này thì các bạn chú ý luôn ha, là mình chia sẻ kỹ lại với các bạn một lần nữa nha, là các bạn muốn nhận được á thì các bạn nên để cái mã bưu điện nào mà ở gần nhất á, ở gần nhà của mình nhất á, mà mình hay đi lưu tới đó, hoặc là mình quen với nhân viên bưu điện á, thì mình dặn dò cái người giao thơ trước á, với mình biết là ở cái người nhân viên đó người ta làm ăn có trách nhiệm á các bạn, người ta làm công việc có trách nhiệm á, thì các bạn nên lại để mà nhờ, nói chung là mình dặn trước á các bạn ha. Với lại cái mã bưu điện thì các bạn nên để ở gần cái nơi ở của mình nhất nha. Còn có một số bạn cũng làm mà chia sẻ kêu mình ghi mã bưu điện tỉnh, có người thì kêu ghi mã bưu điện huyện, thì cái đó thì nó đúng theo mỗi trường hợp của riêng của các bạn đó thôi nha. Còn tùy mỗi trường hợp mà các bạn nên để tỉnh hay hoặc huyện hay hoặc xã nha. Riêng mình nó là tỉnh là mình không có được rồi nè, tỉnh là mình xịt nè, huyện mình cũng xịt luôn nè, tại vì tỉnh người ta làm biến giao qua đây các bạn, đâu có nhân viên bên tỉnh đâu có ai đem qua đây đâu mà giao cho tới tay mình đâu. Và trên huyện cũng vậy, nó nhà mình thì cách huyện khoảng 30 cây số, 30 km cũng không ai giao xuống đây mình, cho nên mình mới ghi mã bưu điện ở huyện đó các bạn. Thì cuối cùng lần thứ 3 mình mới được nha. Rồi thì mình có đôi lời muốn chia sẻ với các bạn vậy thôi. Các bạn nào mà có nhận sao mình thì nên rút kinh nghiệm nha. Rồi đây là tấm mã pin của mình nhận được nha. Rồi clip mà chia sẻ cách nhận được mã pin của mình đến đây cũng xin được tạm dừng nha. Chào tạm biệt các bạn nha.